Ok cả nhà, sau khi em mì làm bộ phiêu cho khách hàng xong ha, sơn hết ra bốn ngón ấm rê nè. Bây giờ em mì sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn. Em mì đã vẽ hoa cọ bảng trên bốn ngón tay của khách cho các bạn coi nha. Em mì dùng màu trắng và màu rê nè. Em mì vẽ chậm chậm từ từ chi tiết cho các bạn coi cho nó rõ nha. Thường thì em có những câu khách hàng rất là dễ các bạn. Lại đây là giao cho em mì muốn chọn màu luôn, chọn luôn mẫu vẽ cho những câu khách hàng đó. Em mì sẽ vẽ 4 bông nhưng mà sẽ 4 thành 2 nha cả nhà. Bác em mì sẽ chỉ cho cả nhà coi tại sao mà vẽ 4 bông thành 2 bông nha. Thường khi em mì vẽ hoa hay vẽ lai hay vẽ cho khách hàng như thế nào, em mì cũng vẽ đối lập hết nha cả nhà. Cho em mì không vẽ một chiều trên tay của khách, mình phải vẽ hai chiều đối lập nó mới đẹp. Bây giờ em mì sẽ dùng màu đen nè. Em mì sẽ đi một đường đen cho cái bông này nó nổi bật lên giữa cái nền màu hồng và màu vàng nha cả nhà. Cả nhà thấy màu đen em mì đi là nó nổi bật lên dễ sợ chưa. Mì đi cái đường đen cho cái bông thứ hai nha. Đây là em mì đã xong rồi nè cả nhà, xong hai cái bông rồi. Em mì không thích bỏ diamond ngay giữa, em mì sẽ dùng kim tuyến à, bỏ ngay giữa. Tại vì nhiều khách hàng người ta không thích bỏ diamond đó cả nhà, dễ bị dướng á, nó cộm lên á. Giờ em mì sẽ cho thêm những cái đốm trắng nè cho nó nổi bật cái hoa của mình lên. À, đây là mình đã xong nè cả nhà, cái này là hai qua nè cả nhà coi em mình làm nha, hai thành một nè cả nhà thấy không, mình ráp thành một cái bông tròn hai thành một nè. Đó.
Bây giờ em mày sẽ tiếp tục cái phần tay bên đây cho khách hàng. Ok các bạn, bây giờ em mày sẽ vẽ hai cái hoa bên tay thứ hai của khách hàng nha. Đây là những mẫu hoa rất là đơn giản nha các bạn. Thường khi em mày vẽ cho khách hàng thì không có vẽ cái độ chậm vậy, mình vẽ nhanh hơn. Còn bây giờ em mày vẽ để chia sẻ với các bạn rất là chi tiết, em mày sẽ làm rất là chậm ha, từ 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 từng bước cho các bạn xem được rõ ràng ha. Không biết mình làm nail mà mình muốn vẽ đẹp là mình phải có cái khéo tay ha, và mình phải có cái niềm đam mê nữa. Đó, lại mày giờ chuẩn bị xong hai cái hoa này nữa nha cả nhà. Hai mày cũng làm như bên kia, bỏ kim tuyến ngay giữa đây. Các bạn không thích dùng kim tuyến thì các bạn có thể bỏ một cái hộp sòn nhỏ nhỏ, hoặc là các bạn có thể đi những chấm đen nhỏ, tùy theo ý thích của khách hàng, hoặc là tùy theo các bạn muốn vẽ như thế nào nếu mà khách hàng dễ của mình. Em mày đi những cái chấm trắng lên nữa nè, cả nhà thấy không? Đó. Xong hai cái bông nè cả nhà. Em mày đi đối lập với nhau thấy không? Hai cái bông nó ôm như vậy. Nó một hai thành một nè cả nhà thấy không? Rồi bây giờ em mày đã vẽ xong xuôi ha. Em mày sẽ bỏ treo, thấp treo lên tay khách hàng hơn nữa là đã hoàn tất một cái bộ phiêu với bốn ngón vẽ nè cả nhà. Bây giờ là máy treo em mày đã bỏ bật lên nha khách hàng. Bây giờ là em mày sẽ bỏ nước bóng nè. Em mày sẽ bỏ nước thớp lên treo ha. Đây là màu treo em mày sơn xong ha, qua mình đã hoàn thành xong luôn. Bây giờ mình chỉ bỏ nước treo thấp khấu lên, mình cho khách hàng hơn 5 phút, tùy theo các bạn, có thể là hơn 3 phút cũng được. Hơn 5 phút là khi treo khô là mình đã hoàn thành bộ móng cho khách hàng. Ở đây là ấm rê, này là ấm rê màu ha, ấm rê màu treo em mì sơn nha cả nhà, chứ không phải là mình đắp bột ấm rê nha. Đó, các bạn thấy nước bóng nó lên không, nó bóng nó sáng rất là đẹp cho bộ nail, nó làm nổi bật với màu vàng và màu hồng. Còn he này, mình lấy ra thì nó có những cái cọng lông mà nó bay dính vô tay khách hàng đó các bạn, để dễ bị cộm. Bên đây cũng vậy, mình bỏ nước bóng lên nữa là xong. Cái màu này các bạn thấy nó hơi lạ ha, hồi nãy nó hơi đậm, bây giờ em mày bỏ vô hơi đem ra nó hơi lợt, tại vì em mày dùng cái màu này là màu glow and dark. Ban đêm á nó sẽ đổi màu.
Các bạn thấy cái ngón màu ấm rê rất là đẹp. Hiện tại bây giờ sơn màu ấm rê cũng đang là thịnh hành nha các bạn. Mình có rất nhiều cô khách hàng vô đòi sơn ấm rê đó, không đắp bột ấm rê mà mình sơn treo màu ấm rê cho khách. Đây là em mì đã hoàn tất bộ nail rồi nè các bạn. Em mì đã vẽ 4 cái hoa nè, bỏ nước bóng lên hơi xong nè, cả nhà thấy không, nó treo thớp khấu nó rất là bóng. Bốn hoa nè, nó bốn hoa các bạn, giống như là hai hoa ha, nó đó. Đó, các bạn thấy rõ cận cảnh chưa, rất là đơn giản, những mẫu nail rất là đơn giản và cũng tương đối thịnh hành nữa. Cái màu ấm rê nó nằm phía dưới, mình đi lại cái đường màu đen nó làm nổi bật cái cánh hoa lên. Đó, bạn thấy rất là đơn giản. Cái em đã chia sẻ với các bạn cách vẽ hoa cọ bảng trên móng bột ha và màu treo. Em xin tạm dừng video tại đây. Các bạn yêu mến em thì bấm like, share, đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà. Em chào tạm biệt cả nhà.